Kênh chăn nuôi Bà Rịa xin chào bà con và các bạn nông dân. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con cái cách mà nhìn vịt mà sao cái mũi tả rất là quan trọng. Quan trọng nhất là mũi tả đầu tiên và mũi tả cuối cùng. Thì hôm nay mình chia sẻ cho bà con cái cách chỉ có một đêm. Thì bà con thấy con vịt nó rất là nhanh nhẹn và lẹ không? Bà con thấy nó ăn không? Đây là những cái cách mà kênh chăn nuôi Bà Rịa muốn chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân. Đây là một cái vấn đề rất là nhiều người tranh cãi, vấn đề thuốc và cái cách chăm sóc con vịt con như thế nào cho hiệu quả, an toàn. Đó. Thì đây là kênh chăn nuôi Bà Rịa luôn luôn chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân. Thì bà con làm như thế nào thì cái mũi tả đầu tiên thì bà con ráng cố gắng chích sớm hơn. Trong vòng đổ lối 10 ngày con vịt khỏe thì bà con sẽ chích cho nó, đặng khi nó sẽ hấp thụ và nó phát huy. Đó, bà con thấy thì đây là cái mũi tả đầu tiên mà hôm qua mình sẽ chích vịt tả cho bà con và các bạn xem. Thì bà con làm như thế nào thì bà con có thể nhận thấy được cái kênh chăn nuôi Bà Rịa làm suốt quá trình và chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân. Thì đây là những gì mình hành động mà trải nghiệm mà có, chứ không phải chỉ nói suông. Mình luôn luôn hành động để có những kết quả và chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân. Thì những lúc này là những cái lúc bà con nên theo dõi sát cái con vật nuôi ăn uống có điều hay không. Là những lúc này thì bà con thấy trong vòng 12 ngày thì con vịt rất là điều, ăn uống rất là mê. Tại vì khi nó ăn, nó khỏe, nó ăn đều thì nó sẽ lớn đều. Và cái cách cho ăn, cho uống như thế nào thì hôm nay thì mình đang bổ sung cho nó những cái chất điện giải và những cái vitamin để hỗ trợ sau khi tiêm. Thì bà con ở đây cũng là một cái cách để bà con lưu ý, trước và sau khi tiêm thì bà con cũng nên cần hỗ trợ cho con vật nuôi. Nó cũng giống như những đứa trẻ thôi, trước tiêm và sau tiêm thì có sự hỗ trợ đó, bà con thấy không? Thì mình đã từng hay nói với bà con thì trong suốt thời gian này thì mình sẽ cho ăn tự do, nhưng hôm nay là ngày thứ ba thứ tư thì chuyện vài hôm nữa thì mình sẽ cắt cử cho các con vật nuôi nó ăn, kích thích ăn nhanh hơn, hiệu quả hơn. Lâu lâu bà con để cho nó đói một buổi để cho nó tiêu hóa hết thức ăn ở trong cái bù diều và dạ dày. Thì làm thế nào thì bà con chăm sóc bằng cách bà con phải nhìn con vật nuôi, phát triển của con vật nuôi, cộng và bên cạnh đó thì bà con cộng lên cái sự hiểu biết và cái kinh nghiệm về thuốc thú y thì bà con sẽ thành công. Bà con thấy sáng có ánh nắng len lỏi vào thì đó cũng là một cái cách mà để cho những con vật nuôi phát triển rất là tốt. Thì những lúc này con nào không ăn thì nó sẽ đứng bên ngoài và bà con sẽ nhìn thấy được nó. Ăn mạnh dạn như thế này, nó sốc vào nó ăn thì bà con sẽ thấy nó rất là khỏe. Thì đó là cách kênh chăn nuôi Bà Rịa muốn chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân hôm nay. Cái mũi tả đầu tiên rất là quan trọng. Thì bà con đã thấy đó, khi chích con vịt tả thì vào lần mũi đầu tiên thì con vịt nó rất là khỏe. Nhưng bà con phải để con vịt khỏe rồi tiêm nhé. Ăn rồi mổ đi. Bà con thấy không? Ăn và uống nước. Bà con thấy nhìn rất là đẹp. Đây là 12, bữa nay là chính thức 12 ngày, 11 ngày thì đó bà con sẽ thấy không. Thì đó bà con khi mà cho ăn như thế này thì bà con sẽ quan sát những con bên ngoài và những con bên trong.
khi nó ăn như thế này thì các em nó sẽ ra uống nước. Đó. Ăn là chạy ra uống nước, ăn là chạy ra uống nước, ăn là chạy ra uống nước, ăn là chạy ra uống nước. Thì bà con dễ nhận xét được cái vấn đề này. Thì cũng hôm nay trời chắc nắng ráo. Hôm giờ ngày nào đêm nào cũng mưa. Mưa quá lớn. Thì thưa với bà con thì cái con mấy con vịt mà hôm trước mình để trong cái thùng mà bị 3-4 ngày cúm lạnh thì nó hao đi một con, còn ba con mình sẽ bỏ lên đây hết. Chính thức mình được hao có một con đó. Thì nay cũng báo cho bà con biết, thì nói chung là bà con cứ làm càng nhiều, bà con hành động càng nhiều thì bà con sẽ có những cái kinh nghiệm quý báu cho mình thôi. Chứ đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa này, trước đây cũng giống như bà con, cũng sợ, không dám nuôi. Nói chung là sợ không có đủ, sợ không đủ thời gian, không đủ điều kiện, rất là sợ. Còn hôm nay thì đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa đã thành công với con vịt chim này. Thành công là bởi vì mình chịu khó học tập, chịu khó đi thực tế và cứu những con vật nuôi và tìm hiểu con vật nuôi, cái tập tính và hành động và sát cánh bên những con vật như thế này. Nên mình có những cái kinh nghiệm riêng cho mình. Thì nói đây cũng là rất là về vấn đề tranh cãi rất là gay gắt đây, vấn đề thuốc. Thì bà con cũng đã thấy trên internet những trang trại của các anh chị xài rất là nhiều loại thuốc. Nhưng mình thì thuốc thì lúc nào trong trang trại mình cũng có, nhưng mà mình xài lúc nào thôi. Còn đó cái hôm nay thì thật sự mình chưa bao giờ tiêm con vịt, chỉ có ngoài một mũi dịch tả duy nhất ngày hôm qua, là một mũi dịch tả duy nhất. Mình cũng chưa tiêm cái gì cả vào con vật nuôi này. Thì trong suốt quá trình mình tiêm dịch tả mũi đầu tiên này, thì bắt đầu kế tiếp đây thì mình chỉ có xem xét, theo dõi và phòng bệnh chứ không có tiêm. Còn đến ngày thứ 21 trở ra thì đó là một mũi tả thứ hai, và đến cái hơi mỏ. Chứ hôm nay thì đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa thì cứ làm mũi dịch tả đầu tiên xong thì cứ cho ăn và theo dõi, coi em nào có gì mình cách ly, còn không có thì thôi, cứ ăn và uống và lớn. Thì bà con theo dõi những cái em mà ăn bên ngoài rồi thì nhìn cái bầu diều nó có no chưa. Nếu nó đã có bầu diều rồi thì kệ nó, không cần phải quan tâm. Sợ là những con không có ăn thì mới sợ, chứ còn ăn rồi mà đi chơi nằm nghỉ thì bà con cũng đừng lo. Đó là những cái cách mà bà con để nhìn nhận biết được cái con vật nuôi lúc ăn. Bà con đừng để cho nó bỏ ăn. Bà con thấy không? Nó ăn là nó uống, bu đen nó uống ha. Thì càng lớn thì bà con càng tăng cường thêm cái máng ăn, máng uống. Thì hôm nay chắc mình cũng sẽ tăng cường thêm. Và hôm nay cũng nắng nắng lên rồi thì chắc có lẽ mình đang bơm nước. Mình lát mình cho các em nó qua đây, nó xuống nó tắm, nó bơi, nó chơi. Mình đi xuống mình lấy nước. Đây là cái cầu lên xuống để cho cái con vật nuôi, thì mình cho bà con xem. Bà con thấy không? Rất là đam mê. Mình rất thích con vịt chim này là bởi vì tính tình của các em rất là ôn hòa và im ả, không la, không quậy phá gì cả. Còn đối với so với những con vịt Hà Lan, những con vịt khác thì ôi cha ơi, la inh ỏi luôn. Thì đối với sau cái đại dịch như thế này thì kênh chăn nuôi Bà Rịa cũng luôn luôn ủng hộ và tư vấn chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân để chăn nuôi và tái đàn sau mùa dịch. Mình giúp được gì cho xã hội bà con
thì bà con cứ mạnh dạn gọi điện hoặc là xem video để lại phần bình luận, mình sẵn sàng cho trả lời bất kỳ hình thức nào để cho bà con nắm được những cái cơ bản này, mà bà con cứ yên tâm, cứ mạnh dạn. Bà con phải vượt qua những nỗi sợ hãi, phải xác định được cái mục tiêu để bà con tiến tới. Bà con phải buông bỏ và lắng nghe và tham khảo. Thì đây là kênh chăn nuôi Bà Rịa luôn luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con trong suốt quá trình chăn nuôi, và đặc biệt là con vịt siêu pháp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay. Thì một lần nữa, kênh chăn nuôi Bà Rịa xin chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Đi vài hôm nữa chỉ thị sẽ giảm đi, giãn cách, thì bà con sẽ đi lại, và bà con nên mạnh dạn để tái lại cơ cấu về vấn đề chăn nuôi và cũng như những ngành nghề khác. Một lần nữa, kênh chăn nuôi Bà Rịa xin chúc bà con thật nhiều sức khỏe, niềm vui mỗi ngày, gặt hái nhiều thành công. Bye bye bà con, hẹn bà con vào clip sau.